Đấy, anh đấy, tại anh ngồi dịch ở đây cho em. Chữ đỏ. Chữ đỏ. Hay khi mà tí xong từ lúc à. Từ lúc chú khắc này đã ai khắc kiểu này chưa? Chưa khắc đúng kiểu này thì chưa. Đấy vừa em cho anh xem cái video là khắc cái lớp ruồi rồi nhiều người sử dụng khắc lớp ruồi ở đây khắc chữ này thì chưa phải đúng lòng bàn tay. Chữ này ông còn bảo anh là không phải ai được khắc chữ này đâu mà. À. Chữ này hay là chữ này đặc biệt được khắc này. Không phải ai muốn là được mà. À. Cứ như kiểu như lai thần chuẩn vào giữa lòng bàn tay. Cái nhà ở đâu nhà anh, bàn tay anh có ngôi sao. Bàn tay anh có ngôi sao. Còn tròn, rất tròn luôn. Nhìn không? Như kiểu đặt quả trứng vào trong ấy. Đúng không? Cô nhìn không? Quả trứng không? Nhìn tròn không? Đúng rồi. Bàn tay cho chữ này. Em sẽ sạm cho bác hơi sâu hơn bình thường một tí, tại vì cái vết này nó mình lao động nó sẽ mở. Và mấy này cái lúc mới sạm xong mà mình không giữ cẩn thận nó sẽ mở. Nó khác cái vị trí khác. Chỗ này này, nhạy cảm. Hơi đau tí.
cho sâu thêm tí nữa. Nó chắc. Kéo gì kéo sau này nó cũng mờ hay nhá. Nhà mình cắm sâu vào để cho nó cơ hội tốt hơn. Ok rồi, thêm tí nữa. Tâm tâm đấy vừa phải đó. Dấu ấn trông hay lạ lắm. Đợi tí em cho tí nước vệ sinh sạch sẽ đấy. Đố bà con biết chữ này là chữ gì? Trên Google không có mà. Hơi xoát tí à? Ok, không sưng, thế thôi. Xin chào cả nhà nhé.